Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng. Chương trình được phát trực tiếp hàng ngày trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay ngày 30 tháng 6 có những thông tin đáng chú ý sau. Đêm giao thoa trình diễn nghệ thuật Huế, Việt Nam và quốc tế. Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022, trong đó có điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động, bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy. Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Chuyện tử tế về cụ ông làm việc thiện. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động tại Festival Huế 2022, tối qua tại Điện Thái Hòa, khu đại nội Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Hoàng cung giao quà. Đây là một trong 8 chương trình chính của Festival Huế 2022. Hoàng cung giao quà là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung cổ kính. Chương trình được chia thành hai phần. Phần 1, âm sắc hoàng cung gồm những bài bản múa hát cung đình như múa cung đình lục cúng qua đăng, tiểu nhạc long ngâm, múa hát cung đình nữ tướng xuất quân. Phần 2, giao quà sắc Huế với những ca khúc Huế xưa trong không gian lung linh trữ tình từ ngõ môn đến điện Thái Hòa, với những ca khúc vượt thời gian ngự trị lòng người như Tà áo tím, thần kinh thương nhớ, chiều cố đô, thương về xứ Huế, thương về miền Trung, ai ra xứ Huế. Chương trình nghệ thuật Hoàng cung giao quà được tổ chức thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong từng âm sắc Hoàng cung giao quà, dù chỉ là ước lệ của khái niệm, nhưng Huế của ngày cũ, ngày mới, của ngày hội festival sẽ còn mãi với những khúc ca theo năm tháng. Cũng trong tối qua 29 tháng 6, các sân khấu hai bên bờ sông Hương tiếp tục các chương trình biểu diễn nghệ thuật khuấy động thành phố Huế. Người dân và du khách lại có thêm một đêm đắm mình trong âm nhạc nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Sự sắp xếp tinh tế hai đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế cùng thể loại nhạc sôi động đã khiến khán giả không thể đứng yên khi đến với sân khấu Biêu Quốc Học trong đêm qua. Tại sân khấu Quốc Tử Giám, nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế cũng có các tiết mục đặc sắc như trống hội, tốp ca, đơn ca, điệu múa, hát múa về Huế, tình yêu quê hương đất nước. Nhóm nhạc guitar Học viện Âm nhạc Huế tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả bằng những bản độc tấu guitar lãng mạn, giúp người nghe vừa thả hồn vào những điệu nhạc, vừa ngắm nhìn dòng sông Hương thơ mộng về đêm. Và tối nay 30 tháng 6, Festival 2022 sẽ khép lại với chương trình Đêm Gala Giả Bạn. Đây được xem là kỳ festival thành công hướng đến cộng đồng, vì cộng đồng sau thời gian dài chống dịch. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tổ chức festival 4 mùa nhằm khẳng định thương hiệu Festival Huế, thương hiệu festival của Việt Nam với bạn bè quốc tế, người dân và du khách. Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ có nhiều bộ ngành cùng tham gia. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng. Đến nay, ngành này đã xác nhận cho hơn 400.000 người lao động nhận hỗ trợ. Trong đó, có hơn 394.000 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà được xác nhận với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã xác nhận cho trên 8.800 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với mức là 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm nay được xem là cải thiện nhiều mặt của đời sống. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 38 năm 2022 của Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để cho các bên thỏa thuận về trả lương cho người lao động. Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ. Dừng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại Nghị quyết 68 năm 2021, Chính phủ đã cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19
được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, chính sách hỗ trợ này sẽ kết thúc. Doanh nghiệp phải tiến hành đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm nghề nghiệp theo mức cũ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Trên mỗi trang của hộ chiếu mới sẽ là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Quế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn. Đặc biệt, việc lựa chọn gắn thêm chip điện tử vào hộ chiếu mới còn giúp đáp ứng nhu cầu số hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị làm giả hộ chiếu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán. Như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt nêu trên thì từ ngày mai, các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thuế được nhận định là ngành hội tụ nhiều yếu tố đi đầu. Trong đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử là giải pháp quan trọng, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của cơ quan thuế theo hướng tích cực và hiện đại. Thực tế thì sau quá trình triển khai áp dụng, hóa đơn điện tử đã cho thấy nhiều tiện ích đối với người nộp thuế và cả cơ quan thuế. Hộ kinh doanh này trước đây sử dụng hóa đơn giấy để đáp ứng việc xuất bán số lượng lớn hàng hóa mỗi ngày. Đơn vị phải phân công một nhân sự chỉ phụ trách việc viết hóa đơn. Hiện nay khi chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị có được nhiều thuận lợi hơn trong quá trình xuất hóa đơn cũng như thanh toán với khách hàng. Khi mà sử dụng hóa đơn điện tử, cái thời gian gửi thư rất là nhanh, do đó là cái hạn mà thanh toán của khách hàng cũng nhanh hơn nữa. Còn hóa đơn giấy thì trước kia thông thường gửi tới cả tuần thì khách hàng mới nhận lần, rồi dễ bị thất lạc hóa đơn nữa, rồi cái chi phí mua hóa đơn nó cũng sẽ cao hơn là so với mình sử dụng hóa đơn điện tử, nó tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian. Tuân thủ lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế, đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh đã hoàn tất việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Nhờ có sự chủ động và phối hợp tốt với cơ quan thuế nên quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và nhiều lợi ích thiết thực đã được ghi nhận. Sử dụng hóa đơn điện tử, thứ nhất là mình tránh được cái thời gian là mình đi mua hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử thì mình đăng ký một lần rồi mình sử dụng luôn, lên máy mình tra lại là có. Ví dụ mà khách hàng mà lỡ họ là mất cái tờ hóa đơn đó, quay lại mình cứ chằng mã máy lên là mình in lại cho họ được. Mình ngồi nhà này mình có thể mình xuất ra các tỉnh thành vậy đó khi cần thiết, thì thế quản lý rất là chặt chẽ. Đối với cơ quan thuế, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là bước tiến giúp ngành thuế điều hành quản lý thuế thuận tiện, công khai minh bạch, chống gian lận tiêu cực bằng hình thức hóa đơn giả, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, hiện đại, phù hợp xu thế quốc tế. Việc triển khai đồng loạt về hóa đơn điện tử thì là một cái bước rất là quan trọng để tiếp nối trong quá trình chuyển đổi số, bởi vì nó sẽ có một cái sự tích hợp chia sẻ thông tin với lại các cái cơ sở dữ liệu trọng yếu của quốc gia, ví dụ như là cơ sở quốc gia về dân cư, về doanh nghiệp, về bảo hiểm xã hội, về đất đai v.v. thì nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái số góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi số không chỉ của cơ quan thuế, của ngành tài chính, của xã hội nói chung. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, nhất là việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử như lộ trình đã đề ra. Đây cũng là mục tiêu của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 được Tổng cục Thuế xây dựng và triển khai trong thời gian tới. Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 vào hôm nay cho thấy số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016, nhưng mức độ tăng thấp hơn so với các giai đoạn trước. Theo công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra, các cơ sở sản xuất, cá thể và tôn giáo tăng trưởng chậm lại,
các đơn vị hành chính sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh. Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đều so với năm 2016, giảm mạnh ở khối doanh nghiệp và khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Khu vực hành chính sự nghiệp có trình độ đại học và trên đại học dẫn đầu. Tỷ lệ lao động nữ biến động không nhiều, hoạt động đổi mới sáng tạo có nhiều cải thiện ở các đơn vị điều tra. Trong đó, đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều đơn vị có hoạt động đổi mới sáng tạo nhất cả nước. Thu phí theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho hình thức thu phí thủ công là văn minh, hiện đại, giảm chi phí xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động thu phí. Đây là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc. Cùng với đó là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam được chỉ đạo tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại, huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai, phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động VETC, hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 như đã cam kết. Ngày 29 tháng 6, thì Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, từ ngày hôm nay 30 tháng 6, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ kéo dài thời gian lưu thông miễn phí thêm 30 ngày. Trước đó, từ 14 giờ ngày 23 tháng 6, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã áp dụng thu phí thử nghiệm tại các trạm thu phí của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong một tuần, từ ngày 23 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6, nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí hoạt động ổn định, nhân viên thuần thục thao tác trước khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức. Theo đó, đơn vị quản lý vận hành đã phục vụ hơn 186.700 lượt xe, trung bình khoảng 31.100 lượt xe mỗi ngày. Trong thời gian thu phí thử nghiệm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 cho đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, thì Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày hôm qua đã có công điện yêu cầu. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, không những là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, người cao tuổi còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Với họ, đây là chuyện nên làm và là niềm vui lúc tuổi già. Ông Nguyễn Diên Khiếm, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là một điển hình. Tuổi đã cao nhưng mà ông vẫn say mê làm việc thiện. Từng trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, nên ông rất thấu hiểu và cảm thông và đã có nhiều chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn tại địa phương. Chuyện tử tế xin được giới thiệu đến quý khán giả về cô ông làm việc thiện này. Nay tuổi đã 80, sức cũng đã yếu, nhưng ông Khiếm vẫn thường xuyên theo đoàn làm công tác thiện nguyện. Đến với người nghèo, các cụ già neo đơn, ông động viên thăm hỏi,
khi thì ông gửi tiền, tặng gạo được trích từ khoản tiền mà ông tiết kiệm hàng tháng. Những lời động viên an ủi hay phần quà tuy nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Má tôi cũng lớn tuổi, bệnh yếu, đau ốm, bệnh suốt, rồi gia đình cũng khó khăn. Các chú Ba Kiếm lại thăm tặng quà, rồi cho tiền giúp đỡ. Hàng tháng này kia cũng quan tâm đến má tôi và gia đình tôi. Tôi cũng là tiết kiệm, không tiêu xài, lãng phí. Rồi cũng khuyên các con tôi như thế đó. Mỗi một tháng nó gửi tiền lương về cho tôi, chút đỉnh gì đó để tôi góp nhặt đó. Tới cái cơ hội nào nó nhiều đó thì tôi sẽ dùng số tiền đó để làm từ thiện. Từng là thành viên ban chấp hành của Hội Chữ Thập Đỏ, hiện nay ông sinh hoạt tại Hội Người Cao Tuổi ở địa phương và tham gia tích cực công tác hội, nhất là trong hỗ trợ người khó khăn. Hễ ai cần thì ông đều tìm đến để giúp. Những công việc ấy được ông làm cả chục năm nay bằng cả tấm lòng, không những mang đến niềm vui cho người khó khăn mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Viên Kiếm, một người cao tuổi tiêu biểu, ngoài cái việc đó là tham gia tại địa phương thì ông rất là nhiệt tình trong cái chương trình an sinh xã hội, làm công tác thiện nguyện. Và từ cái gương của ông đã giúp cho chúng tôi là có sự lan tỏa, vận động được nhiều người cao tuổi khác tham gia cùng với hội, khi có những cái điều kiện để rồi chung sức chung lòng cùng với hội thực hiện tốt trong cái vấn đề an sinh xã hội, chăm sóc tốt thêm cho các cụ có những cái hoàn cảnh khó khăn. Tôi mặc dù tôi tuổi cao nhưng mà tôi vẫn quyết tâm làm từ thiện, làm những công tác thiện nguyện. Mỗi một cái việc mà làm đó là tôi cảm thấy vô cùng vui. Với những đóng góp thiết thực trong công tác nhân đạo từ thiện, năm 2020, ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khen tặng bằng khen có thành tích đóng góp vào công tác an sinh xã hội địa phương. Dù nay không đủ sức xông pha đó đây như trước, nhưng vẫn ngày ngày đeo đuổi làm việc thiện giúp đời. Tấm gương như ông Kiếm xứng đáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.